quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả có một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật được những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Trong video hôm nay, xin giới thiệu đến quý vị khán giả hai bài nhạc chế về câu chuyện tình của ca sĩ Vân Quang Long qua những bài hát Chai Không Đệm Nhạc, qua lời ca tiếng hát ngọt ngào của Thảo Đông. Nhạc phẩm thứ nhất, Giai điệu Tân Cổ Giao Duyên, nói về cuộc đời của cô Lan. Nhạc phẩm thứ hai quý vị nghe rồi sẽ biết sao. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể ghé qua ủng hộ kênh Thảo Đông để lắng nghe trọn vẹn những tác phẩm hay, giai điệu mượt mà sâu lắng. Sau đây xin mời các bạn lắng nghe hai bài hát Tân Cổ và Tân Nhạc qua tiếng hát ca sĩ trẻ Thảo Đông. Gái miền Tây đẹp người đẹp nết, sao lạc loài thứ gái như Lan. Vĩnh Long càng đẹp bao nhiêu thì Lan càng xấu. Thì Lan càng xấu, nết lầy bấy nhiêu. Con gái gì đâu mà ngu mà lầy thay ơn, con gái gì đâu mà tâm độc hơn cô Vi. Người gì điếu ngoa, ăn nói lương lẹo, trò gì cũng chơi, xin chớm tay lại. Đời như Lan có hay gì đâu, thế gian cười chê xấu mặt gia đình. Biết thân xin chưa, làm lại đời đi, đừng nên đêm cái mặt dày Lan xuất hiện đêm ngày. Vàng Lan mật hình để mọi người yên, cảm ơn vô cùng. Thôi Lan ấy sống yên và đừng bao giờ xuất hiện, để thời gian trôi vào di vãng rồi cuộc sống sẽ lại quay về, trả lại cho ai hay tiếng an lành. Nhìn Linh Lan cũng đau đến nỗi, chẳng lẽ tự nuôi mình khó lắm hay sao? Lan hãy nhìn kìa tấm gương chỉ ai dưng là động lực để Lan phấn. Đừng để cuộc đời hoang phí tuổi thanh xuân, đừng để muộn rồi sẽ khóc trong tiếc nuối. Xin hãy ghi tâm những gì Lan trót dài, mà làm hành trang Lan sống tốt mãi này. Đừng để chồng xa vợ
gia đình lìa tan lang hạ hề, làng dèo nhớ thương khóc cha đêm ngày, thương cha đi dội con mồ côi cha, ôi xót xa. Cơn lốc tên lang vẫn chưa dừng lại, dù đã gây ra hậu quả khôn lường. Là con người sao ác quá lang ơi, hại đủ rồi sao lòng lang chưa thỏa. Bao lâu lang mới chịu dừng, trả lại an lành cho nhân thế làng ơi. Mùa hồng khàn mắt khiếp hơn ba, mà ngày đêm cứ gió người hoài. Mùa khôn khôn điên điên thì cứ chui vào viên tâm thần đi mù ơi. Đã bao ngày mùa hét như điên, mùa đôi ăn giấy bạc giấy vàng, mà mọi người không ai thèm đông đi mua gạo máu vào diêm vương. Mùa quen lười cũng giống như lang, chỉ ngồi không trong hứng sung rùng. Đời của mùa sống cơn thèm thuông, cứ hít hà khối dài lấy thế. Mùa đổi tiền hãy đổi dâm đây, nhìn mùa ta cho cũng không thèm. Nhìn mùa là nôn ra người hỡi, cứ nhìn là nôn ruột nôn gan. Mà còn khiếp vía mùa ta, huống hồ chi ta vốn là người. Một loài người ngu si lười biếng, sống trên đời chỉ lùi người thôi. Này mùa đêm kia, mùa thêm đô âm phố lâm à, địa phủ chờ gọi tên mùa đó, xuống A Tì đền tôi mùa ơi. Mùa đôi tiền hãy đôi dâm đây, nhìn mùa ta cho cũng không thèm. Nhìn mùa là nôn ra người hỡi, cứ nhìn là nôn ruột nôn gan. Mà còn khiếp vía mùa ta, huống hồ chi ta vốn là người. Một hàng người ngu si độc ác, sống trên đời chỉ hai người thôi. Này mùa đêm kia, mùa thêm đô âm phú lâm à, địa phủ chờ gọi tên mùa đó, xuống A Tì đền tội cho mong. Địa phủ chờ gọi tên mùa đó, xuống A Tì đền tội cho mong. Mùa hồng khàn mắt khiếp hơn ba, mà ngày đêm cứ gió người hoài. Mùa khôn khôn điên điên thì cứ chui vào viên tâm thần đi mùa ơi. Đã bao ngày mùa hét như điên, mùa đôi ăn giấy bạc giấy vàng, mà mọi người không ai thèm đông đi mua gạo máu vào diêm vương. Mùa quen lười cũng giống như lang, chỉ ngồi không trong hứng sung rùng. Đời của mùa sống cơn thèm thuông, cứ hít hà khối dài lấy thế. Mùa đổi tiền hãy đổi dâm đây, nhìn mùa ta cho cũng không thèm. Nhìn mùa là nôn ra người hỡi, cứ nhìn là nôn ruột nôn gan.
mà còn khiếp vía mù ta. Huống hồ chi ta vốn là người, một loài người ngu si lười biếng, sống trên đời chỉ lùi người thôi. Này mù đêm kia, mù thêm đô âm phố lâm à, địa phủ chờ gọi tên mù đó, xuống A Tì đình tôi mù ơi. Mù đôi tiền hay đôi dâm đây, nhìn mù ta chó cũng không thèm, nhìn mù là nôn ra người hỡi, cứ nhìn là nôn ruột nôn gan. Mà còn khiếp phía mù ta, huống hồ chi ta vốn là người, một hàng người ngu si độc ác, sống trên đời chỉ hai người thôi. Này mù đêm kia, mù thêm đô âm phú lâm à, địa phủ chờ gọi tên mù đó, xuống A Tì đình tội cho mô. Địa phủ chờ gọi tên mù đó, xuống A Tì đền tội.